Thank you.
Trích thư của thánh Phaolô tông đồ vị tín hữu Roma. Thưa anh em, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta, nhờ thánh thần mà người ban cho chúng ta. Quả thật, khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, quả may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra. Hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn tìm dầu của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào nhờ Đức Giê-xu